Xin chào các bạn trở lại với kênh Net Media CCTV chuyên mục kiến thức máy tính Trong video clip ngắn hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách bật lại biểu tượng cục pin bị mất trên thanh tách 3 của Windows 11 Thì trước tiên mình nói sơ qua về Windows 11 Windows 11 là cái hệ điều hành Windows nối tiếp Windows 10 cũng khá thành công của Microsoft các bạn Tuy nhiên, cái bản chính thức của Windows 11 thì được Microsoft thông báo là sẽ vào cuối năm nay được phát hành. Tuy nhiên hiện tại thì có những cái bản Windows 11 Lite đã được phát hành để cho người dùng trải nghiệm. Mình cũng đã cài đặt Windows 11 à, bản rút gọn để trải nghiệm nè các bạn. Thì nói chung là cái bản Windows 11 này khá là chạy trơn chút trên cái à, cái laptop của mình là cũng không được máy là mạnh và chỉ là coi i3 gam 4 ri tuy nhiên thì mình chạy mình cảm thấy là cũng khá là mượt những cái thao tác khi mà mình càng thao tác thì cái sự mượt của nó thì càng thể hiện rõ hơn thì về thiết kế thì ở Windows 11 nó có nhiều cái thiết kế về mặt cái uh, giao diện cũng như là hình thức trình bày khá là đẹp mắt các bạn rất là mình rất là thích đó, giao diện rất là phẳng và có nhiều cái sâu sâu bên trong thì nó cũng là rất là khác so với Windows 10 mình trở lại vấn đề là khi mà một ngày nào đó bạn thấy phát hiện cái cục pin trên thanh taskbar 3 và cụ thể là ở cái góc bên tay phải của màn hình các bạn ngay chỗ mà hiển thị giờ đó đó nó không có hiển thị cái biểu tượng cục pin cũng như phần trăm pin đây ví dụ như ở đây thì nó đã đi Apple hoặc đã mất thì nó rất là khó chịu các bạn mình nhìn vào và không biết ở đâu là đâu hết không biết pin mình nó còn bao nhiêu phần trăm do đó để hiển thị lại cái này thì mình có hai cách nó cũng tương tự trên Windows 10 mình đã từng hướng dẫn nhưng ở đây thì cái giao diện nó hơi khác một chút thì mình cũng có thể làm lại cái video để cho các bạn tiện theo dõi đây là Windows 11 đặc trưng của nó là cái thanh tách ba này nằm giữa màn hình nè các bạn và khi bật lên thì nó cũng rất là đẹp Đó. thì trước tiên thì bạn click chuột phải vào thanh tách ba bạn chọn là tách ba setting bạn kéo xuống phía dưới và cái mục cuối cùng là thanh system icon on or off bật mở những cái icon của hệ thống Windows thì ở đây nó có hàng loạt các cái icon ví dụ như ở đây bạn có tiện bạn theo dõi luôn ví dụ như bạn mất icon nào thì bạn có thể là bật nó trở lại Trường hợp ở đây Nó là icon cục pin của chúng ta Thì ở đây nó là power Nó đang ở chế độ off nè các bạn Vì một lý do nào đó Nó chuyển từ on sang off Thì bạn có thể vào đây bạn bật nó trở lại on Bạn để ý là khi này Nó sẽ không có biểu tượng cục pin Khi bạn bật on lên Thì biểu tượng cục pin này nó đã có Đây là cách thứ nhất Trong những trường hợp mà bạn bật cái nút này nó nó không có bật được nó là màu xám đi và bạn không có on off như thế này được thì có cách thứ hai để chúng ta thực hiện điều này Bạn vào click chuột phải vào cái biểu tượng pc của chúng ta bạn chọn manager tiếp theo bạn chọn device manager ở mục device manager này bạn sẽ thấy cái mục là battery bạn bấm vào cái mũi tên để nó sổ xuống gồm có hai phần và cái dòng thứ hai này bạn lít chuột phải vào bạn chọn disable device yes. thì các bạn á khi mà nó có biểu tượng bạn chọn disable thì nó sẽ mất biểu tượng cục pin và khi mà các bạn bị mất biểu tượng cục pin bạn vào đây bạn chọn nó lại enable thì cái cục pin này nó sẽ hiện thị trở lại nè các bạn thấy không đó hiển thị trạng thái cục pin trở lại rất là hữu ích đó, trong hai trường hợp. Như vậy tóm lại trong video này có hai cách để bạn hiển thị lại cục pin trên thanh tách 3 của hệ thống Windows 11. Cách thứ nhất đó là các bạn vào cái mục là Thân system icon on or off này các bạn bật trở lại. Và cách thứ hai là các bạn vào cái mục là computer manager vào vào cái mục là device manager, sau đó vào cái mục battery, sau đó bạn click chọn cái mục uh, thứ hai này và chọn disable sau đó enable lại thì biểu tượng cục pin sẽ xuất hiện trở lại. Video đến đây đã dài thì chúc các bạn thành công. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những cái video uh, hướng dẫn những cái thủ thuật nhỏ tiếp theo.